Tiếp nối một ý kiến cộng đồng mạng hôm nay, Thanh Tâm xin gửi đến quý vị tùy bút của nhà báo Nguyễn Thông đăng trên trang Facebook cá nhân vào ngày 14 tháng 12 về sự thờ ơ với thời cuộc của nhiều người dân. Nguyên nhân chính cho phép Đảng Cộng sản Việt Nam cai trị đất nước cho đến ngày nay. Mời quý vị cùng chia sẻ. Sự ổn định chính trị. Thu hoạch. Lão hàng xóm nhà tôi là người thờ ơ với thời cuộc. Lão cũng giống đại đa số dân chúng xứ này mắc căn bệnh mãn tính ấy. Thói an phận đó đã giúp cho nhà cai trị đã có được thứ mà họ rất cần để lựa, mang tên sự ổn định chính trị. Nhưng hôm nay chẳng biết trời đi vắng thế nào mà y đã giác ngộ, y khệ nệ một dòng sách, những cuốn sách sử quốc doanh. Cho tôi bảo muốn làm gì thì làm và buông một câu. Tao chốt lời rồi, tất cả những gì mà sử mậu dịch nói viết cứ hiểu ngược lại là đúng. Sử giấy hay sử mồm đều vậy, nó viết thắng lợi thì phải hiểu là thất bại, nó khen ngợi thì cần phải chê bai. Nó bảo chưa bao giờ được như hôm nay thì tức là sự thật đang tệ hại nhất. Điều này thì tôi đã nghiệm ra từ lâu. Chỉ mừng cho lão hàng xóm đã thu hoạch được điều đáng giá.